Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích hỗ trợ người dân tích tụ, tập trung đất đai để xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tính đến tháng 5 năm 2024, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ tập trung được hơn 3.500 ha đất để phát triển nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích chủ yếu tập trung tại các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống, thị xã Nghi Sơn. Thông qua việc tích tụ tập trung đất đã thu hút được các tổ chức cá nhân đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, diện tích nuôi tôm công nghệ cao là hơn 700 ha, doanh thu đạt hàng tỷ đồng hecta mỗi năm.